Đại diện lãnh đạo công an huyện Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra sự việc có một người tử vong, ba người khác phải nhập viện cấp cứu, nghi do dùng rễ cây rừng lạ để nấu nước uống. Theo thông tin ban đầu vào chiều mùng 8 tháng 1, trong lúc đi thu hoạch cây mây rừng tại thôn Làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, nhóm 4 người cùng uống nước nấu từ rễ cây rừng tại một lán trại cho đến 17 giờ cùng ngày, các nạn nhân cảm thấy khó chịu trong người, đau đầu chóng mặt và có dấu hiệu bị ngộ độc. Ngay sau đó, ba người trong nhóm báo với gia đình và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa của tỉnh Quảng Ngãi. May mắn cả ba được cứu kịp thời. Tuy nhiên, một người đàn ông còn lại trong nhóm do chủ quan, cho rằng các triệu chứng sẽ tự hết, cố gắng chịu cơn đau đầu, nằm nghỉ tại lán trại. Sau khi biết được thông tin sự việc, gia đình người đàn ông đã tìm đến lán trại để đưa đi cấp cứu thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Thưa quý vị, trước đó vào năm 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng liên tiếp có nhiều trường hợp người dân ngộ độc do uống nước nấu từ một loại cây có tên là mú tần hoặc uống rượu ngâm từ rễ cây này. Loại cây này thường mọc ở khu vực rừng núi sâu, kẽ đá cao, xuất hiện nhiều nhất ở các khu vực như là Tuyên Quang, Yên Bái, Đà Nẵng hay Nghệ An. Và dễ loại cây này thì thường được phơi khô, ngâm rượu uống để sử dụng như là bài thuốc chữa xương khớp và tăng cường vệ sinh lý. Tuy nhiên một số bài thuốc nghiên cứu nhỏ về phân tích hoạt chất hóa học thì chưa có nghiên cứu về dược tính y học của nó. Do đó, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý thu hái, sử dụng các loại nấm rừng và rễ, thân quả của cây rừng, không rõ loại hoặc là không rõ công dụng bởi có thể gây ngộ độc, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.